Đây cũng là một cái tháp chàm ở Tuy Hòa, có tên là tháp Nhạn. Bạn, đây là vô thành phố Tuy Hòa rồi nha. Đây là tháp Nhạn đó, tháp chàm nằm ở trên núi Nhạn. Ở khu vực miền Trung này thì có rất nhiều đền tháp, 100 đà ná nhau vậy nè.